Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng trên đài Tiếng Nói Việt Nam hệ VOV2 từ 10 giờ đến 10 giờ 45 phút sáng Chủ nhật hàng tuần và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến đầu tiên. Đó là một cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Vâng, chào các anh các chị ạ, ban chương trình ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Vâng. Chị có câu hỏi gì khi gọi đến chương trình của chúng tôi vậy ạ? Anh ơi, tôi muốn hỏi về chuyện trong gia đình và nội bộ trong mẹ con ạ. Vâng. Tôi có một việc chuyện trong gia đình mẹ con xô xát nhau. Thế à? Vâng, thì tôi có trình bày với các anh các chị là như này, một thằng tôi được 5 cháu thì vâng, mà cô con gái đi lấy chồng là người, vâng, hai thằng con trai thì hiện là tôi lo vợ cho cháu được hết, vâng. Thì bây giờ tôi nhờ chương trình là thằng trước, thằng lớn ấy, thì tôi cho nó đất, vâng. Thì nó lại bán mất, vâng. Nó bán mất thì nó tôi lại phải chuộc, làm vì nó có một đứa con trai, hai vợ chồng bỏ nhau, vâng. Thế bây giờ cái thằng thứ hai thì tôi mới vợ cho nó được 2 cháu, vâng. Thì tôi nó cứ hậm hực nhà tôi muốn sang tên cho nó. Vâng. Thế thì bây giờ thì tôi lấy vợ cho nó thì bây giờ được hơn năm thì vợ chồng nó cho tôi ở riêng. Vâng. Thế xong được 4 tháng thì nó lại bảo là nó không ở chung một nhà, nó không ở thì nó lại đi ở chỗ khác. Vâng. Thì tôi cũng tính là tôi các anh chia sẻ cho tôi là cái thứ nhất thì các em tôi là nó bảo là tôi đi ở, nên là tôi cứ ở nhà, tôi có một cái quán nho nhỏ, vâng. Thì tôi nuôi thằng con trai năm nay 13 tuổi, mẹ nó bảo nhau nó không nuôi thì là tôi nuôi từ lúc 2 tuổi đến giờ, năm nay cháu 13, cháu học lớp 8. Dạ vâng. Thế thì các anh tư vấn cho tôi xem như thế nào thì để cho tôi để chọn con đường nào tốt nhất. Rồi, thế là tóm lại bây giờ chị có bao nhiêu mét vuông đất? Nhà tôi bây giờ còn hơn xào, còn 680 mét vuông thì tôi cho thằng kia 200 rồi, thì còn đông của nhà tôi. Dạ vâng. Nhà tôi đang ở mặt đường, tôi cũng có một cái tạm hóa nho nhỏ. Dạ vâng. Thế chị đã cho cậu con trai thứ hai của mình là bao nhiêu mét rồi ạ? Hay chưa cho? Tôi cho thằng cả thôi, còn đông thì cái thằng con trai thứ hai thì là tôi chưa cho. Thì nó vẫn là chung với tôi. Thì bây giờ là nó cứ muốn là sang tên cho nó. Thế rồi. Thì tôi chỉ sợ là sang tên cho nó thì nó lại bán con như thằng cũ. Cái thằng lớn kia vợ chồng nó bỏ nhau ấy, thì tôi lại phải đi chuộc về, là cái lúc ý là mất có hơn 100 thôi. Vâng. Thì tôi chuộc mất hơn 100, thế thì tôi bảo là tôi theo thằng trước thì tôi vẫn sống, tôi chưa cho. Dạ vâng, cậu cả thì đã bỏ vợ đúng không? Và vâng, chị đang nuôi cháu nội lớn của mình là 13 tuổi học lớp 8 đúng không? Thế còn tôi từ lúc 2 tuổi ấy vâng. Vâng, thế còn cậu con trai thứ hai thì là mâu thuẫn với mẹ là cũng bởi vì mẹ chưa công bằng. Cho anh vâng. trai đất rồi và thậm chí cho thành 2 lần, khi mà lần thứ hai là chuộc về, tức là 2 lần cho tiền cậu cả rồi đúng không? Mà trong vâng, cái đó vâng. cậu hai thì chưa, danh chính ngôn thuận là chưa có một miếng đất nào cả. Vâng, đúng không? Tôi bảo là bố chết rồi thì luận thông này, mẹ chết đi thì vẫn của chúng mày chứ không của ai, nhưng đến bây giờ là ta vẫn chưa cho tên ai. Dạ vâng. Thế, tôi cũng bảo thế. Rồi, thế mà bây giờ thì là chị vẫn đang ở với cậu thứ hai à? Tôi ở với cậu thứ hai, tôi lo vợ cho nó rồi. Thì bắt đầu tôi được 4 tháng, nó cho tôi ở riêng 4 tháng rồi, tôi mới lại thằng cô cháu. Rồi. Thì nó bảo 4 tháng thì nó ở như thế này là một nhà nó không được thoải mái, thì nó lại đi ở chỗ khác. Dạ vâng. Thực ra thì cái lo lắng của cậu con trai thứ hai cũng là hợp lý. Khi mà chị có tận 5 người con mà không may mà chị không còn nữa thì cái 680 mét đó sẽ chia đều cho 5 người con cơ, chứ không phải là riêng ai đâu nhá. Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị ạ. Vâng, chào anh ạ. Vâng, xin chào chị. Vâng, chào anh ạ. Chị 68 mà nghe giọng vâng. thì còn sang sảng, nhưng mà sức khỏe chung thế nào chị? Sức khỏe tôi thì năm ngoái này tôi ốm mất mấy chục triệu thôi. Vâng. Thế còn bây giờ là tôi vẫn làm ruộng, là tôi vẫn còn làm bề cán thảo, chín thảo. Ủa, thế ạ? Chị ơi, chị ở đâu? Chị ở đâu đấy? Ở huyện nào? Tôi ở Minh Trí ạ. Minh Trí, Sóc Sơn. Sóc Sơn ạ. Vâng, vâng. Ở Minh Trí, Sóc Sơn. Vâng, Sóc Sơn, đất vâng. đang tăng giá, đất đang vâng. sốt. Vâng.
mà mình có tới mấy trăm mét vuông đúng không? Cả tiền cả vâng. Xào nhà tôi đấy. Thì nhà tôi thì nhiều đất lắm, làm việc cái thằng con cả ở trên kia đã hai xào rồi này. Vâng. Nhà tôi có đến gần mẫu đất ấy. Rồi. Không có, có khi còn sống chứ nhiều đất quá là có khi cũng rất là mệt mỏi đấy. Hiện nay tôi nghe thấy tình cảnh của chị xin lỗi là không thấy nhắc gì đến anh ấy. Anh, ông nhà tôi là mất được 6 năm rồi ạ. À vâng, tức là mất 6 năm. Hiện nay con trai lớn thì để lại thằng cháu nội, cháu đích tôn cho bà nội nuôi. Còn thì hai vợ chồng đi đâu đấy không biết đúng không? Chia tay vâng, vâng. Anh ấy có vợ có con ở đâu mình cũng không biết, mà cũng không quan tâm gì đến mẹ đúng không ạ? Vâng, không vâng. Cho cháu một cái gì hết cả. Thế không cái cho mẹ được cái gì hết. Không cho mẹ và cũng chẳng có trách nhiệm với con mình ấy. Thằng con trai mà năm nay lớp 7, lớp 8 rồi, nó sắp thành niên rồi. Mà cứ ở với bà cũng lo đấy chứ ạ. Thế vâng. Rồi bà lại còn ở với cậu con trai thứ hai cũng lo lắng cho cậu, có vợ có chồng rồi mà ở trên một cái mảnh đất rộng như thế, bây giờ có ông anh trai đã bỏ làng đi, còn mình ở lại mà kêu rằng ở với mẹ không thể thoải mái, lại đi thuê nhà ngoài. Tóm lại không, thì không thuê nhà, nhà tôi còn một cái nhà 100 mét vuông nữa. À vâng, ở trên tức là cách xa độ vài trăm mét ạ. Tôi tóm có lại hai nhà không thể ở với chị đó. Vâng. Thế thì mình phải nhìn thấy cái tình cảnh của mình thế này này. Với vâng. Ba cô con gái thì mình không nhắc đến nữa, hai cậu con trai mình cũng khó trông cậy gì. Bây vâng. Giờ trời cho năm nay 68 tuổi, gọi là vâng. Còn làm còn ăn, nhưng không ai nói trước được bất cứ điều gì. Nếu một ngày nào đó mình ốm mình nằm đấy, thứ nhất là cháu nội không có người nuôi, thứ hai là vâng. Cũng mệt đấy ạ. Người nọ vâng. Đùn đẩy người kia nói rằng là bà ôm một đống đất bà không cho, rồi đây anh cả đâu gọi về mà chăm, anh ấy cầm 200 mét đất của mẹ. Thế rồi các cô con gái nhảy về nói rằng là luật đất đai, rồi luật thừa kế, con nào cũng là con, sao mẹ lại chỉ nghĩ đến hai thằng con trai mà không nghĩ đến ba cô con gái. Úi dồi vâng. Ôi, rồi có khi là các anh các chị lại không lo là đưa mình vào viện cấp cứu, mà lo chuyện là nếu thì giải quyết cái này như thế nào, mệt. Tôi nghĩ thế vâng, này vâng. Chị ạ. Tôi nghĩ rằng là thứ nhất là không thấy chị nhắc đến hai ba cô con gái, nhưng mà đừng quên là mình có 5 đứa con. Vâng. Bây giờ mình còn đang minh mẫn, rồi vâng. hãy làm tất cả những thủ tục cần thiết của một người mẹ có trách nhiệm với các con đi. Vâng. Chị có thể nhờ một cán bộ địa chính hay là cán bộ tư pháp của xã này nói rằng là đấy, hiện nay tôi có phần này đất này, sổ đỏ mang tên vợ chồng tôi, ông nó mất rồi thì nghĩa là người toàn quyền quyết định là tôi, và tôi có 5 đứa con. Tôi định là cho thằng cả 300 mét, nhưng nó đã lấy 200 rồi, bây giờ còn cho nó 100 nữa thôi. Cái vợ chồng thằng hai thì được phần này, hai cô con gái mỗi cô thôi thì nó là con gái, không có điều kiện được bằng, thì mỗi đứa 70 hay là 80 hay 30 gì đó, và một phần nữa là để dành cho mình. Chị giữ vâng. Lại đấy khoảng 150-200 cho bản thân, 150-200 ở trên đó để ví dụ vâng. Tới đây chẳng may mình các con nó không thật sự hiếu thảo với mình cũng có 150-200 ấy, nhẩm ra nó cũng tỷ mấy, mình vâng. Cũng có thể bán bớt đi cái phần là của mình, mà mình đã lo vâng, cho các vâng. Con rồi, còn giữ lại cái phần cho mình bán bớt đi, mình gửi tiền tiết kiệm mà đóng viện phí, rồi lấy lãi ra hàng ngày rút ra để hai bà cháu ăn uống với nhau, ví dụ như thế. Vâng. Còn đấy là cái lúc còn khỏe, còn cái lúc mà ốm mà nằm kiệt rồi không biết nữa thì tôi chăm sự nhờ trời và nhờ các con, nhưng mà mình phải giữ lại cho mình. Đừng để vâng. Rất nhiều trường hợp nói rằng là đây là của mẹ, bao giờ mẹ mất thì là của các con. Nguyên tắc vâng. Là thế, nhưng mà con người ta cái lòng tham không nói trước được điều gì. Vâng. Lúc đấy là bắt đầu anh em đôi khi đánh nhau chỉ vì vài chục cm đất. Cho nên vâng. Là mình hãy làm đi. Tôi đã chứng kiến có những cái vụ việc mà người mẹ hay người bố nằm ngất xỉu ở đấy, mà chúng nó lập di chúc, nó giả, hoặc là nó viết cái giấy nọ giấy kia, xong nó vào nó bôi mực ra tay bố tay mẹ, xong nó dí vào nó vâng, bắt vâng. Điểm chỉ. Vâng, khổ lắm nhá. Mà bây giờ tôi nghĩ rằng hay bây giờ tôi đi ở thì để cho nó vợ chồng nó về đây, hay là tôi đi ở, nếu mà tôi đi ở thì lại không có ai nuôi cháu, thế thì các anh chọn cho tôi 4 con đường. Đường nào mình sống cả đời ở đây, đất đai của mình, sao mình phải đi ở với ai? Ai người ta chứa một bà già 50-68 tuổi ấy, ốm đau bệnh tật ở nhà người ta. Nhà tôi có thừa cơm, thừa tiền, tôi cũng sẽ không thuê một người mà bằng tuổi mẹ mình để mà phục vụ mình.
đó, ở đâu ừ. trong khi cháu nội của mình là cái người mà bây giờ dựa duy nhất vào bà nội cho đấy. Thế cho nên là mà người ta chỉ đi ở nhà người khác khi mà người ta trắng tay rơi vào hoàn cảnh mà thua lỗ đến nỗi mà phá sản. Còn đây mình á, đang ngồi trên một đống tiền, một núi tiền mà mình bảo đi ở thì không được. Câu chuyện của chị với anh Đinh Đoàn thì tôi thấy chị không phải là người thiếu tiền để phải đi ở, đúng không? Thứ hai nữa là anh Đinh Đoàn đã nói với chị rằng là đất đai nhà cửa của chị rất nhiều, nhà ngang, nhà dọc, rồi nhà trên, nhà dưới, rồi là mẫu đất nữa. Thế đâm ra là bây giờ cái cách tốt nhất là chị nên phân chia cho các con, giữ lại một phần của mình, một phần có thể xây nhà trọ để cho thuê, để lấy tiền dưỡng già cũng được. Vâng. Vâng, chào chị. Vâng, xin chào các anh ạ. Chào vâng ạ. Xin cảm ơn chuyên gia giám đốc Đinh Đoàn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Thái Bình ạ. Em năm nay 50 ấy. Dạ vâng. Vợ em 48. Vâng. Thì thường kinh nguyệt vợ em thì nó gần hết ấy. Vâng. Mà em thì có khi là không thiết gì đến vợ ấy. Thiết thì không phải không thiết, mà có nhưng kiểu đến lúc mà sinh hoạt với nhau thường là cứ nếu mà nằm gần nhau mà muốn sinh hoạt thì khi mà cậu nhỏ vào ấy chưa kịp ấy thì đã ra rồi ấy. Vâng. Thì cho nên lắm lúc cho nên là em rất ngại vợ ấy. Bởi vì là nó không đủ năng lượng cho vợ. Nhiều lúc em nghĩ cũng muốn sinh hoạt nhưng mà ngại. Vâng. Nên là hai vợ chồng là nhiều lúc cũng hay cùng khoảng nằm riêng ấy. Vâng. Cho nên là em hỏi các anh tư vấn cho em như thế nào. Cái hiện tượng mà bây giờ chưa động đến vợ nó đã trào ra rồi thì là... Không phải là chưa động đến mà làm đợi khi mà cho cậu nhỏ vào mà kiểu vợ chưa kịp ra ấy, ra chất nhờn ấy. Ừ. Thì vào khi căng cậu nhỏ cái là đã ra rồi ấy. À, thế tức là chắc là được 1-2 phút thôi đúng không? Vâng. Dạ. Có nghĩa là khi vào cái thì nó đã ra mất rồi. Vậy cho nên là nhiều lúc không muốn sinh hoạt. Em bị khoảng tầm 10 năm đủ nay đủ lại rồi. Rồi, tức là lúc ý thì vợ vẫn nước nôi rào rạt đúng không? Vâng. Chứ cũng không phải đổ tại là nó khô đâu, thế mới đợt này vợ vâng. là mãn kinh nhưng nữa. Mà bình thường thì vợ nó cứ, em có hỏi có buồn không thì vợ nó cứ trả lời buồn cái gì buồn, nhưng mà thực tế thì em nghĩ cho vợ nó cũng ngại ấy. Ừ. Vâng. Rồi, thế bây giờ là tháng quan hệ được mấy lần? Em á, em có khi chỉ được một lần hoặc hai thôi. Thế à, rồi tháng được đôi lần, đúng không? Vâng. Mà cũng chính vì thế đâm ra là cái mình cũng không có nhu cầu cao nữa. Vâng. Giảm bớt nhu cầu bởi vì cảm thấy là nó cũng không hoàn thành được nhiệm vụ tốt lắm, đúng không? Vâng, hai nữa em cũng nghĩ không thiết, mà từ hồi tiêm Covid ấy, từ hồi tiêm Covid là không thiết gì đến phụ nữ. Nó không đòi hỏi nữa. Thế còn thiết cái gì? Ngoài phụ nữ ra không thiết thì còn không thiết cái gì nữa không? Không, lúc nào đòi hỏi thì nó lại nhanh quá. À, rồi, ok. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Mời chị Hải ạ. Tôi chào bạn. Vâng, em chào chị. Thế hai vợ chồng nhà mình được mấy cháu rồi? Cháu lấy chồng hết rồi, còn một thằng nhỏ lớp 11 ạ. À, thế hả? Thế bạn được mấy đứa con? Được 3 người ạ. À, hai bạn đã lập gia đình rồi, hiện nay là còn một bạn học lớp 11 đúng không? Vâng. Ừ. Thế sao mà bạn có hay đi thăm khám sức khỏe thường xuyên không? Có mắc một cái bệnh mãn tính gì không? Em không đi khám bao giờ, bởi vì người nó không bao giờ ốm cho nên chẳng đi viện bao giờ. Thế bạn làm nghề gì vậy? Em làm nghề tự do thôi. Làm nghề tự do, công việc có vất vả không? Bình thường à? Vâng. Thế em sao ăn uống thì nhiều chất, nhưng mà ăn uống thì không thiếu, ăn uống thì nhiều chất. Ừ. Bởi vì là nhiều khi kiểu em cũng nghĩ muốn đến gần vợ nhưng mà nó này ấy vậy. Ừ. Mình có một cái là mình rất chủ quan, tức là 50 tuổi rồi nhưng mà mình không đi khám sức khỏe chung. Mình không biết là mình có mắc cái bệnh mãn tính gì không, đúng không? Vâng. Thế cho nên là để một vấn đề rất là quan trọng mà mình để tận 10 năm không xử lý gì, không khám xét gì. Tôi thì tôi nghĩ thế này, nhiều khả năng có thể là bạn mắc cái chứng người ta gọi là xuất tinh sớm. Vâng. Tại vì là khi mà thực hiện cái việc quan hệ tình dục, mình chưa kịp để cho vợ thoải mái thì mình đã xuất tinh ra rồi. Như bạn tả với anh Văn thì nhiều khả năng là như vậy. Cho dù là,
nói chung bảo nói cho nó vui, bảo chưa không kịp công kéo quần. Ừ. Nhưng mà em nó hỏi chị câu này nữa nhé. Ừ. Làm sao đêm hàng tuần cứ nằm mơ hay bị mộng tinh ấy. Ừ. Mà người dậy nó mệt lắm. Đúng rồi. À, nhìn chung là hoạt động cơ quan sinh dục của bạn nó cũng không được ổn lắm. Nó cũng có vấn đề. Ở và ở Thái Bình thì tôi nghĩ là đi khám rất là tiện mà. Thế và mình cũng phải có một cái thói quen là đi khám sức khỏe định kỳ ít nhất là 1 năm 1 lần. Những cái rất là thông thường thôi, ví dụ như là những cái xét nghiệm máu này, xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm, rồi X quang, đấy là những cái mà rất là cơ bản và mình cần phải được theo dõi. Còn khi có một cái bệnh mãn tính gì đấy thì mình sẽ phải được theo dõi của bác sĩ theo cái bệnh mà mình mắc. Thế và ở Thái Bình thì chắc là thôi cố gắng lên Hà Nội, mình sẽ lên Hà Nội mình khám nam khoa đi nhờ. Và đi đến khám nam khoa thì người ta sẽ khám tổng quát cho mình luôn, xem là mình có mắc một cái bệnh gì không, có bệnh mãn tính gì, hoặc là những cái bệnh liên quan tới hoạt động của cơ quan sinh dục, hoặc là một số các cái cơ quan ngoài cơ quan sinh dục nhưng nó cũng có biểu hiện ở cơ quan sinh dục. Thì mình cố gắng mình thu xếp thời gian, quan trọng nhất là mình cởi mở cái đầu mình ra và mình phải đi khám đi để xem mình có vấn đề gì không nhá. Nếu đi mà dù được cả vợ đi thì tốt. Nó là cái bệnh gì hả chị? Nó cũng là một cái rối loạn cái chức năng hoạt động của cơ quan sinh dục của mình. Nhá. Thái Bình tiện lắm mà nhá. Cố gắng đi khám đi nhá. Rõ chưa? Dạ vâng. Cái chuyện mà một tháng quan hệ với vợ có 2 lần thì đâm ra là cái tần suất quan hệ ít quá, nó khiến là đầy thì nó phải trào ra thôi. Đâm ra là cũng không phải lo lắng quá về vấn đề mộng tinh. Quan trọng nhất đó là khám, tại sao mà nó lại sớm đến như vậy nhá. Vâng. Rồi chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thái Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Trước đây là em đi làm. Rồi. Đi xuất khẩu lao động ấy. Rồi. Đi thì em đi thì lâu rồi, thế nhưng cái lúc còn trẻ ấy thì chồng thì ngoan lắm, không vấn đề gì, nhưng mà từ cái lúc mà em làm đi cái năm 2018 ấy thì em đi xong rồi em đi 2016 nhưng mà năm nào em cũng về. Nhưng mà năm 2018 em về thì em phát hiện ra là chồng ở nhà là ngoại tình. Nên đợi khi người ở ngay ở gần nhà ấy. Thế thì em đã cảnh báo cả hai người rồi, thì em cứ tưởng là kiểu như vui chơi qua đường thôi, chứ em không nghĩ là sâu đậm thế. Đến năm 2019 khi Covid thì em không về được. Thế sau và đến lúc là em mới về được hơn 1 năm nay thì vẫn tiếp tục. Bây giờ thì họ rủ nhau đi mất rồi. Bao nhiêu năm đi xuất khẩu lao động đấy? Em đi thì em đi xong em lại về một vài năm em lại đi. Có nghĩa là tổng thể thì em phải hơn 10 năm cơ. Thế nhưng mà em cứ đi xong em lại về. Rồi. Về một vài năm xong em lại đi, chứ không phải là đi liền. Rồi, thế đầu câu chuyện bảo khen chồng ngoan lắm cơ mà. Vâng, chồng đầu tiên ấy thì nói thật lúc đấy là chắc là con còn nhỏ này rồi kinh tế nó không có ấy. Lúc ấy mình chưa phát hiện ra, đâm ra là thấy ngoan đúng không? Thế bây giờ là họ dắt nhau đi đâu có biết không? Chắc là đi Trung Quốc rồi anh ạ. Thì thế bây giờ bạn mong muốn điều gì? Phát trên đài về câu chuyện của mình để gọi chồng về em à? Em chỉ muốn, không ạ, em chỉ muốn là tư vấn, chuyên gia tư vấn như em là lên làm như nào. Em buồn hơn gần 2 tháng nay rồi, ăn ngủ nghỉ là nó, nói chung là cái sức khỏe nó sao sút trầm trọng luôn ấy. Rồi thế họ bỏ nhà ra đi là bao nhiêu lâu nay rồi? 2 tháng rồi anh ạ. À bỏ 2 tháng, 2 tháng nay là mình đang stress nặng đúng không? Vâng. Thì có bao nhiêu đứa con vậy? Em được 2 cháu. Lớn chưa? Cháu lớn rồi, một thằng đi nước ngoài, một thằng cháu thì làm công ty, thì 2 thằng đều lớn cả rồi, nhưng mà cái là bây giờ đều đến tuổi lấy vợ rồi ấy, nhưng mà chưa cháu lấy. Chưa lấy. Ừ, rồi, thì muốn gọi bố nó về để xem nào là chuẩn bị đón dâu đúng không? Cho nhà trai này đầy đủ bố lẫn mẹ đúng không? Nói chung là thế thì anh bảo thế còn gì bằng, bây giờ cả một cái đời người đi hy sinh vì gia đình mà bây giờ đổi lại như thế này nó... Tôi thì tôi thấy nhiều cái cặp vợ chồng mà có chậu vợ hoặc chồng mà đi nước ngoài, đi xuất khẩu lao động thì cái sự tồn tại một mái ấm gia đình nó khó lắm. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Mời anh Đinh Đoàn. Vâng, em cảm ơn. Rồi, xin chào. Vâng, em chào anh. Em chào anh. Thực sự là em ngưỡng mộ lâu lắm rồi, nhưng mà em cũng nghĩ là em ngưỡng mộ bác, nhưng mà em không muốn gặp bác nè. Đúng rồi. Cái chuyện chả nó không ai được thích vui. Gặp bác sĩ làm gì, mặc dù bác sĩ Hoàng Thúy Hải rất là đẹp, nhiều bác sĩ rất là giỏi, nhưng mà cả đời ước gì không bao giờ phải nhìn thấy bác đúng sĩ rồi. Nào là tốt nhất đúng không ạ? Đúng rồi. Thôi được rồi, bây giờ thì mình có làm gì không? Em ở nhà thì bây giờ thì vườn rồi rừng,
em chỉ ở nhà em làm như thế thôi chứ thế còn à? không làm gì được ạ. Đi 10 năm như thế thì bây giờ một cục tiền của mình có to không, có cất đi được ít nào không? Bây giờ thì em để được một ít nhưng mà không phải là cái vốn riêng của em, có cả chồng biết, có em không giấu một đồng nào với chồng cả. Rồi. Có đồng nào em gửi vào làm nhà cửa rồi mua đất làm nhà ấy, chứ em là gì có vốn tây vốn riêng gì đâu, là vì là nó tuyệt đối vì gia đình nữa mà, chứ em không vì bản thân em rồi. Rồi. Nhưng mà bây giờ nó sốc nặng. Được rồi, sốc là đúng rồi, mình đi cả 10 năm mình hy sinh cái thời thanh xuân tuổi trẻ, hy vọng rằng là kiếm một cục tiền về xây cái nhà to to, ông chồng ở nhà chăm ngoan, nuôi con khỏe, rồi thủy chung với lại vợ đúng không? Giữ gìn vâng. cho vợ. Lúc vợ về thì sồ ra vồ lấy, yêu nhau thắm thiết như thời còn trẻ, rồi bây giờ vợ chồng dắt díu nhau để chuẩn bị lo tương lai cho các con. Đấy là vâng. cái kết thúc và ai cũng mong muốn là như thế. Nhưng mà vâng. đúng là cuộc sống của chúng ta, người ở đời vẫn nói một câu là không ai học được chữ ngờ. Thật ra thì anh ấy đúng là cũng đáng trách, nhưng mà thật ra cũng tội đi. Một người đàn ông khỏe mạnh, một nách nuôi hai con cho bà vợ 10 năm trời ở lứa tuổi đẹp đẽ nhất, đấy là bà ấy đi xuất khẩu lao động. Mặc dù rất hiểu rằng bà ấy đi là vì để kiếm tiền, nhưng một người đàn ông đang ở cái tuổi năm nay thì ông ấy cũng chắc bằng tuổi mình hoặc là hơn chút xíu đúng không? Vâng, bằng tuổi ạ. Đấy, thế thì nghĩa là 10 năm trước ấy là ông ấy 40 mấy tuổi đầu đang hừng hực khí thế mà lại bảo là ngồi ở nhà nhịn thì chắc khó. Cho nên lúc ban đầu thì chắc là cũng đói ăn vụng túng làm liều. Đói quá thì đi ăn quàng ăn xiên, cô hàng xóm bằng xiếc, cô nào dễ dãi, cô nào chồng chết chồng bỏ chồng chê. Người ta gọi là từ thiện cho một lấy. Sau này rồi nó thành cái thói quen đi thì không từ thiện được nữa, thì bỏ tiền ra mua. Thậm chí ra là thấy nó lại ngon lành rồi thì lại xây dựng mối quan hệ nó tương đối lâu dài. Bởi vì vợ thì ở xa, xong vợ lại còn gửi tiền về. Tiền thì có, con thì bắt đầu lớn rồi, tuổi mình thì đang háo hức, mà lại không có ai nữa thì tôi nghĩ là trừ trường hợp là yếu sinh lý hoặc là nọ kia, chứ còn nếu một người có sức khỏe thì chắc cũng khó gìn giữ lắm ấy. Bởi vì thôi thế thì bây giờ thì anh ấy đi với ai mình có biết không, cái người đó là người thế nào, ở đâu? Em biết có chồng hay không có chồng. Bây giờ đang tình trạng là đang ly hôn. Đang tình trạng ly hôn, tức là người ta ly hôn rồi đúng không? Chuẩn bị, có nghĩa là chuẩn bị ly hôn, chưa ly hôn nhưng mà chuẩn bị ly hôn. Rồi. Thế và... em sợ là như này, nói chung là em sợ ấy. Em sợ nhất là nếu như trước đây nó như thế nào thì em đã nói rồi. Bởi vì em không có nhà anh như nào thì em không nói. Thế bây giờ em về rồi thì tất cả là vì gia đình. Thì nói chuyện đó đã qua rồi nào bỏ qua mà không được tái phạm nữa. Thế nhưng mà có cái điện thoại thì suốt ngày giấu giếm giếm, em nghi ngờ nhiều lắm. Thế nhưng mà cứ kêu là không liên lạc. Thì cuối cùng là họ làm hộ chiếu, làm visa đi. Đi có những sự chuẩn bị trước rồi, đến lúc em hụt hẫng, đến ngày mai đi, bắt đầu hôm nay mới nói, em quá hụt hẫng luôn. Thế bây giờ các cháu là nó cũng cứ động viên, nó bảo là mẹ phải vui lên. Mẹ càng vui thì chúng con mới là cái động lực cho chúng con. Nhưng mà em không vui. Không phải, đúng rồi, không phải là ông ấy hờn dỗi bỏ nhà đi 1-2 ngày. Đây là cả đôi bên âm mưu là đi để dành những phút cuối năm tháng cuối đời sống với nhau trọn vẹn hạnh phúc. Họ có tình cảm gắn bó rồi, một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Người ta cũng lường trước rằng có thể đôi bên sẽ mất gia đình, nhưng người ta chấp nhận đánh đổi đấy. Bên kia người ta cũng đã ly hôn đâu, cứ thế đi theo giai. Và vợ ông xã nhà mình thì rủ một bà đi. Thôi chắc mình cũng chả làm gì được. Kiện thì cũng chả kiện được, kêu gọi không kêu gọi được. Cái gì mà nó không phải là của mình thì chắc rồi sớm muộn thì cũng nó dẫn đến cái tình trạng như hiện nay thôi. Lúc này mình còn cái duy nhất đó là cái sức khỏe của mình. Cái thứ hai là cái nhà, cái cửa. Thứ ba là cái cục tiền đấy. Tuy là để công khai rồi, là vợ chồng đều biết, nhưng một người đàn ông không xứng đáng, một người đàn ông đã không thủy chung, bỏ nhà đi theo, mình phải biến cái đồng tiền ấy thành cái quỹ của mình để mình chăm lo cho bản thân mình. Không phải ngồi đấy rồi mai kia là ông về ông bảo là nhà có 400 triệu tiết kiệm đâu, mày đưa đây cho tao để tao rút ra để tao đi tao chuẩn bị sinh con với cái cô kia, đúng không? Nha, cho nên là mình bây giờ có cái mình giữ này, giữ sức khỏe là một này,
giữ lấy tiền nếu có nhá. Thế và làm chỗ dựa cho các con thôi. Thôi cũng may mình cũng 53, 54 rồi, cũng chả hừng hực làm gì nữa. Thôi cứ hy vọng ông đi khoảng độ vài năm ông chán là ông quay trở về. Thế còn lúc mà ông quay trở về thì mình có đủ gọi là kiên nhẫn để mở lòng để cho ông về hay không, hay lúc đấy thì khóc chết 3 năm thì quay đầu về núi. Nhưng mà em nghĩ là quay đầu về núi lúc quay đấy không còn núi mà quay đâu. Đúng rồi ạ. Có người bảo quay đầu là bờ nhưng đúng rồi. Hẳn như nó xa thì nó không sao, mà cái lúc trong cái thời gian em ở nhà ông ấy gặp được bao nhiêu người chứ phải là một người. Nhưng mà em đã nghĩ là thôi thì đàn ông mà có thể là mình bỏ qua đi, không có vấn đề gì cả. Em nói nhiều rồi, em bảo nếu như đấy là đàn ông chứ còn nếu như em mà anh chỉ cần nghe thấy một cuộc điện thoại hoặc một cái tin nhắn bất thường thôi, chắc chắn là anh không bỏ qua. Thôi được rồi, thế này này, chuyện xảy ra nó đã xảy ra rồi. Tôi nghĩ đây nó cũng là cái bài học cho rất là nhiều các đôi vợ chồng mà đang có ý định là để vợ ở nhà hay để chồng ở nhà, mình đi xuất khẩu lao động 5 năm, 3 năm ở trong đầu nhập là lúc về có 1 tỷ, rồi mua một lô đất với lại khởi một cái nghiệp, mở một cái xưởng vân vân. Hãy cân nhắc, bởi vì con người người ta cái sự xa cách ấy nó là một cái thử thách quá lớn đối với lại chuyện tình cảm vợ chồng. 1 năm, 2 năm, đôi 3 tháng may ra còn nghiến răng chịu đựng, chứ một thời gian đằng đẵng như thế răng đâu mà nghiến nhiều thế, đúng không? Thôi thì mình cũng không trách, vì cuộc sống mưu sinh mình cũng phải thế thôi. Nhưng mà với những người chưa bước vào thì đây là bài học. Còn với chị thì hãy giữ lấy cái đang có nhé. Rồi, hy vọng là qua những lời chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn thì bạn sẽ lấy lại sự cân bằng của cuộc sống nhé. Xin chào bạn. Vâng, cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn.